dòng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngăn hạ mình được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa sạc pin Vega Modern Ferrostech PS15 S2 Nam mã, sở hữu bát súp 40 trung can và check can và công suất mạnh mẽ lên tới 1200W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 128 dB. Với chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke và uy lực mạnh mẽ của giải trầm cũng như sự thể hiện rất là chi tiết của phần trung kèn và check kèn mang lại cho Modern PS15 S2 Nam mã chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Và trong đoạn clip này thì tôi sẽ review và giới thiệu lại cho quý vị cùng quan sát cũng như là cùng trải nghiệm lại chất âm của cặp loa nổi tiếng luôn được ưa chuộng trên giới audio cho chất âm 2 trong 1 vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, và sự thể hiện này sẽ khiến rất tuyệt vời. Có thể thấy được sự thể hiện cực kỳ là chân thực và ngọt ngào những nốt nhạc trên sự thể hiện của cặp loa sạc pin Vega này. Chúng ta thấy rằng dù ngủ cực kỳ là tuyệt vời. Với cấu hình của cặp loa còn đang mới tinh như khui thùng, chúng ta cùng quan sát lại tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ, sạc pin Vega Ferrostech PS15 S2 Nam mã. Được trang bị phần thùng gỗ bạch dương và được bọc da, tất cả các góc cạnh được kè góc rất là đẹp và sang trọng. Trên cặp loa còn đang mới như khui thùng, khá là hiếm những cặp loa có thể mới và đẹp như cặp loa trước máy quay, trừ quý vị có thể mua nguyên thùng xốp từ Mỹ. Được trang bị phần thùng gỗ bạch dương bọc da cao 72 ngang 50 và sâu tới 43 cm, trọng lượng của nó vào khoảng 70 kg, trên công suất sở hữu ở ngưỡng 1200W mạnh như sấm, trở kháng 8 ohm rất là dễ phối ghép âm đi, độ nhạy cao 128 dB, rất đẹp ạ. Ecang logo sạc pin Vega, ecang thép hoa dâu. Khi mà chúng ta đậy ecang lại thì quý vị vẫn có thể nhìn xuyên thấu phần phía bên trong của loa. Với thiết kế trên cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng một bát siêu trầm đường kính 40 cm, màng huyết nổi tiếng tương tự như những cặp loa JBL đắt đỏ, và chúng ta còn thấy được rằng đây là những dòng loa có uy lực rất mạnh. Nó trang bị màng của nó là màng cam xanh, có nghĩa là nó được thiết kế các sống giảm chấn phía sau lưng tương tự như vỏ của cam xanh. Gân vải xếp tẩm dầu đỏ đặc trưng của sạc pin Vega, có độ bền tới hàng trăm năm, xương đúc và từ trắng rất là lớn. Hai ống hơi đường kính phi 100 thở về phía mặt trước, bởi vậy uy lực cực kỳ là mạnh mẽ cho sạc pin Vega Ferrostech PS15 S2 Nam mã. Một trung kèn với đường kính miệng lên tới gần 30 x 25, củ lớn tới 16 phân, đảm nhiệm chuyên cho giải lời và tiếng nhạc cụ. Một quả check can nổi tiếng họng gang của sạc pin Vega với logo nổi về phía mặt trước. Quý vị có thể thấy được rằng những tuyến loa có giá trị nhất hãng, tất cả từng chi tiết nhỏ của cặp loa còn đang mới long lanh. Quý vị cùng ngắm nhìn tiếp theo. Phía hai bên hông của cặp loa này là tay cầm và logo của sạc pin Vega,
Đó, chúng ta sẽ thấy rằng là hai bên hông của nó tay cầm cũng rất là đẹp ạ. Các góc của nó được kè cực kỳ là cẩn thận. Với phần thông số cực kỳ là ấn tượng cho cặp loa này thì chúng ta đã thấy rõ, và phía sau lưng của cặp loa Sạc Vin Vega này thì quý vị cùng quan sát đây. Sạc Vin Vega Frostech PS 15 S2 Nam Mã. Khi mà nhắc tới ở phần đuôi S2 Nam Mã thì chắc chắn rằng quý vị đã thấy được đẳng cấp của những thiết bị audio, ví dụ âm ni, đầu CD hay là các dòng loa lên tới 2 Nam Mã là những dòng hết số. Và vậy nó có cấu hình cực kỳ khủng, với phân tần lớn và được thiết kế hoạt động tự động, không phải điều chỉnh, và hai jack Neutrik, một in và một out. Đó, quý vị thấy rằng tôi đang cắm jack Neutrik phía sau lưng. Rất là gọn gàng. Cho cặp loa còn đang mới như khui thùng này. Tất cả từng chút nhỏ nhất từ e căng cho thấy phần thùng vách còn đang thơm phức mùi Mỹ. Chúng ta có thể thấy được rằng nó hoàn toàn không thể mới hơn và cũng không thể đẹp hơn. Với sự thể hiện đa dòng nhạc, từ chơi nhạc bolero hay nhạc trữ tình cực kỳ là tuyệt vời, và chúng ta thấy được rằng những dòng nhạc có tiết tấu nhanh thì đây là một trong những cặp loa có uy lực mạnh mẽ, được mệnh danh là uy lực như sấm thì hoàn toàn là không xa. Và với karaoke chuyên nghiệp, quý vị lưu ý rằng karaoke với những cặp loa này thì chúng ta miễn bàn luận đi ạ. Lời của nó cực tốt bởi trung kèn và chắc kèn lớn rồi. Bát của nó ống hơi đường kính 100 thở về phía mặt trước rồi. Đây cũng là ưu điểm mà tôi phân tích rất là kỹ trong đoạn clip này. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định thì còn rất là nhiều những thiết bị khác nữa mà tôi sẽ liên tục đăng tải cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và với cuối đoạn clip chúng ta cùng thưởng thức lưu lưu một vài dòng nhạc mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ cảm nhận thấy được chất âm cực kỳ là tuyệt vời của Sạc Vin Vega Frostech PS15 S25. Đó, tôi đang mở tín hiệu từ trên TV, ai cũng có để nghe với tín hiệu không mất tiền này. Bát của anh rất là phê ạ.